bạn có cảm thấy thiếu điều gì đó trong cuộc sống của mình hay không nếu như sự bận rộn thành công không thể lấp đầy khoảng trống đó bên trong bạn đã đến lúc kiểm tra sức khỏe tâm linh của bạn trong một thế giới thường ưu tiên thành công vật chất và những thành tựu bên ngoài thật dễ dàng để bỏ qua một khía cạnh sâu sắc của hạnh phúc con người đó là sức khỏe tâm linh cũng giống như sức khỏe thể chất tinh thần và cảm xúc góp phần vào một cuộc sống cân bằng và trọn vẹn thì sức khỏe tâm linh cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành cảm giác hài lòng mục đích và kết nối tổng thể của chúng ta với thế giới xung quanh sức khỏe tâm linh là trạng thái hài hòa với nội tâm giá trị niềm tin và vũ trụ rộng lớn hơn của một người nó liên quan đến việc khám phá những câu hỏi sâu sắc hơn về sự tồn tại, tìm kiếm sự bình an nội tâm, phát triển ý thức mạnh mẽ về bản sắc cá nhân và sự kết nối. Sau đây, Quốc Canh chia sẻ với các bạn những dấu hiệu rất rõ ràng của một người có sức khỏe tâm linh tốt. Đó là cảm giác bình an nội tâm, cảm thấy một cảm giác bình tĩnh và yên tĩnh, bất kể hoàn cảnh bên ngoài một người có sức khỏe tâm linh tốt thường xuyên cảm thấy biết ơn và đánh giá cao những phước lành và kinh nghiệm của cuộc sống họ có lòng trắc ẩn thể hiện sự đồng cảm và lòng tốt đối với người khác thúc đẩy kết nối và hiểu biết họ có ý thức rõ ràng về ý nghĩa và định hướng trong cuộc sống được thúc đẩy bởi các giá trị cá nhân họ sẵn sàng khám phá và chấp nhận những quan điểm và niềm tin khác nhau họ có khả năng tự nhận thức phát triển hiểu cảm xúc và suy nghĩ hành vi của một người dẫn đến sự phát triển cá nhân họ dễ dàng tha thứ buông bỏ những bất bình trong quá khứ và không có ác ý với người khác họ kết nối mạnh mẽ với thiên nhiên cảm nhận sự kết nối và đánh giá cao thế giới tự nhiên tham gia vào thực hành chánh niệm thiền định cầu nguyện và các hoạt động khác nuôi dưỡng tinh thần họ luôn giữ vững lạc quan cho tương lai ngay cả trong những thời điểm đầy thử thách họ trải nghiệm những khoảnh khắc hạnh phúc và mãn nguyện trong cuộc sống hàng ngày họ trở lại sau những lần thất bại và nghịch cảnh bằng sức mạnh nội tâm và quyết tâm trong khi sức khỏe thể chất đảm bảo cơ thể chúng ta hoạt động tối ưu và sức khỏe tinh thần bảo vệ sức khỏe nhận thức và cảm xúc của chúng ta phát triển sức khỏe tâm linh lành mạnh nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta và góp phần mang lại cảm giác khỏe mạnh toàn diện hơn sau đây là một số lý do tại sao chúng ta cần nuôi dưỡng sức khỏe tâm linh đây là điều tối quan trọng điều thứ nhất sức khỏe tâm linh mang lại ý thức về mục đích vượt ra ngoài trần tục nó giúp chúng ta khám phá niềm đam mê của mình điều chỉnh hành động của chúng ta với các giá trị của chúng ta và tìm thấy ý nghĩa sâu sắc hơn trong trải nghiệm hàng ngày. Điều thứ hai, một nền tảng tinh thần vững chắc có thể tăng cường khả năng phục hồi khi đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Nó cung cấp một mỏ neo trong những thời điểm khó khăn và cho phép chúng ta duy trì quan điểm và hy vọng. Điều thứ ba, các thực hành tâm linh thường thúc đẩy điều tiết cảm xúc, giảm căng thẳng và lo lắng. Đồng thời nuôi dưỡng cảm giác mãn nguyện và bình yên. Điều thứ tư, nuôi dưỡng sức khỏe tâm linh cho phép chúng ta nhận ra mối liên hệ của chúng ta với tất cả chúng sinh và vũ trụ. Sự công nhận này khuyến khích lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và ý thức trách nhiệm đối với hạnh phúc của người khác và môi trường. Điều thứ năm, những người khỏe mạnh về tâm linh có xu hướng đưa ra quyết định phù hợp với giá trị cốt lõi của họ, dẫn đến một hành trình cuộc sống chân thật và trọn vẹn hơn. Điều thứ sáu, khi chúng ta khỏe mạnh về mặt tinh thần, chúng ta ổn định về mặt cảm xúc, đưa ra lựa chọn tốt hơn và cảm thấy kết nối nhiều hơn với người khác. Và kết quả là thúc đẩy các mối quan hệ lành mạnh và lâu dài. Điều thứ bảy, mỗi hành động của chúng ta đều có hậu quả. Khi chúng ta ưu tiên sức khỏe tâm linh của mình chúng ta trở nên lưu tâm hơn đến hành động của mình và tác động của chúng đối với bản thân và người khác tham gia vào các hành động tử tế đồng cảm và vì tha phù hợp với các nguyên tắc của nghiệp tố bằng cách phấn đấu cho sự phát triển tâm linh chúng ta gieo hạt giống tích cực và tốt lành từ đó góp phần vào một chu kỳ năng lượng tích cực kết nối và cảm giác hài hòa hơn trong cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của những người xung quanh khi chúng ta nuôi dưỡng hạnh phúc tâm linh của mình, chúng ta phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về suy nghĩ và cảm xúc của mình và niềm tin vào một sức mạnh cao hơn, cho phép chúng ta tiếp cận những thách thức với một cái nhìn lạc quan hơn. Sự tích cực này tỏa ra từ bên trong, ảnh hưởng đến sự tương tác của chúng ta với người khác và cách chúng ta nhận thức thế giới xung quanh. Chúng ta học cách tập trung vào lòng biết ơn, lòng trắc ẩn và sự bền hang nội tâm tạo ra hiệu ứng gần sống tích cực, nâng cao không chỉ bản thân mà cả những người chúng ta tiếp xúc. Các thực hành tâm linh, chẳng hạn như cầu nguyện và thiền định, làm giảm mức độ căng thẳng, thúc đẩy cảm giác bình tĩnh và cải thiện khả năng phục hồi tinh thần tổng thể. Niềm tin và thực hành tâm linh có thể đóng vai trò là cơ chế đối phó hiệu quả trong thời gian thử thách Chúng cung cấp cho các cá nhân một khuôn khổ để xử lý cảm xúc, tìm niềm hay ngủi và phát triển quan điểm lành mạnh hơn về những khó khăn trong cuộc sống. Tâm linh khuyến khích sự chấp nhận bản thân và lòng trắc ẩn, thúc đẩy hình ảnh bản thân tích cực và giảm sự tự phán xét tiêu cực là những thành phần thiết yếu của sức khỏe tâm linh. Các bạn hãy lưu tâm, nâng cao tần số rung động sẽ tác động rất lớn đến sức khỏe tâm linh của chúng ta thông qua mỗi suy nghĩ lời nói hành động của chúng ta gửi năng lượng ra môi trường bên ngoài và đến vũ trụ đó phải là năng lượng tích cực và rung động cao các bạn có thể dõi theo những hướng dẫn từ nhà trị liệu quốc anh mỗi ngày để biết cách nâng cao tần số rung động của mình và các bạn hãy tin tấn cầu nguyện mỗi ngày vào lúc 8 giờ 30 tối mỗi ngày quốc anh đều hướng dẫn các bạn trực tiếp cầu nguyện và thiền định đây là cách chúng ta phát triển sức khỏe tâm linh của chúng ta, trở thành một người rất giàu có về tâm linh. Các bạn có thể dõi theo những bài viết và những video nhà trị liệu Quốc Anh chia sẻ mỗi ngày để đón nhận sự hỗ trợ tích cực từ nhà trị liệu Quốc Anh. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại